phật tử mỗi lỗ chân lông của như lai đều phóng ra ngàn thứ quang minh như vậy năm trăm quang minh chiếu khắp phương dưới năm trăm quang minh chiếu khắp phương trên trong đủ thứ cõi đủ thứ chỗ đức phật các chúng bồ tát các bồ tát đó thấy quang minh đó rồi nhất thời đều được cảnh giới như lai mười đầu mười mắt mười tai mười mũi mười lưỡi mười thân mười tay mười chân mười địa mười trí thảy đều thanh tịnh các Bồ Tát đó trước đã thành tựu các xứ các địa, khi thấy quang minh đó lại càng thanh tịnh, tất cả căn lành thảy đều thành thục hướng vẻ nhất thiết trí, bậc trụ nhị thừa thì diệt trừ tất cả cấu bẩn. Ngoài ra một phần chúng sinh sinh ra mù lòa thì thân được an vui, tâm cũng thanh tịnh mềm mại điều phục tham tu niệm trí địa ngục ngạ quỷ xúc sinh hết thảy chúng sinh các cõi đều được an vui giải thoát các khổ mạng chung đều được sinh lên cõi trời và nhân gian phật tử các chúng sinh đó chẳng biết chẳng hay bởi nhân duyên gì do thần lực gì mà sinh đến đây chúng sinh sinh ra mù là đó bèn nghĩ như vậy tôi là phạm thiên tôi là phạm thiên hóa hiện lúc đó như lai chủ ta muội phổ tự tại vang ra sáu mươi thứ diệu âm mà bảo rằng các ông chẳng phải là phạm thiên cũng chẳng phải là phạm thiên hóa hiện cũng chẳng phải đế thích tứ thiên vương hộ đời làm ra mà do sức oai thần của như lai vậy các chúng sinh đó nghe lời đó rồi, nhờ thần lực của Phật đều biết túc mạng, sinh đại hoan hỷ. Vì tâm hoan hỷ, nên tự nhiên sinh ra mây hoa yêu đàm mây hương, mây âm nhạc, mây y, mây lọng, mây tràng, mây phan, mây hương bột, mây báu, mây lẩu cát, tràng sư tử bán nguyệt, mây ca ngâm khen ngợi, mây đủ thứ tra nghiêm, đều dùng tâm tôn trọng cúng dường như lai. Tại sao? Vì các chúng sinh đó được mắt thanh tịnh, như lai thọ ký cho họ an đa la tam miệu tam bồ đề phật tử trí huệ mặt trời của như lai lợi ích chúng sinh sinh ra mù lòa như vậy khiến cho họ đắc được căn lành đầy đủ thành thục phật tử đó là tướng thứ năm thân của như lai các đại bồ tát nên thấy như vậy lại nữa phật tử ví như mặt trăng có bốn pháp kỳ đặc chưa từng có những gì là bốn một là ánh sáng che khuất tất cả ánh sáng của tinh tú hai là tùy theo thời thị hiện tròn khuyết ba là bóng đều hiện vào trong nước ở cõi diêm phù đề bốn là tất cả mọi người thấy mặt trăng đều ở trước mặt mình mà mặt trăng không có sự phân biệt không có sự hí luận Phật tử thân mặt trăng như lai cũng lạ như thế, có bốn pháp kỳ đặc chưa từng có. Những gì là bốn? Đó là chiếu sáng che khuất tất cả thanh văn duyên giác, chúng học và vô học. Tùy theo căn cơ của họ mà thị hiện thọ mạng dài ngắn khác nhau, mà thân như lai không có tăng giảm. Tâm chúng sinh, thanh tịnh trong tất cả thế giới đều hiện ra bóng bồ đề.